Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và bình an bên người thân và gia đình. Quý vị thân mến, một thông tin phải nói rất nóng hổi mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Đã không còn là dự báo mà thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa to và mưa rất to. Có hai cây củi lớn trong bộ sậu thành phố Hồ Chí Minh dự là trôi sông trước ngày 30 tháng 4 này. Củi lớn, củi nhỏ đợt này cuốn phăng ra sông Sài Gòn hết. Phan Văn Mãi đang nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Bao nhiêu cây củi to, cây củi nhỏ che lấp cũng bị lòi ra và đem hầm than nấu bánh chưng Tết. Lê Trương, Lý, Nguyễn, Phan, Đặng, Trần, Phạm đã bị xem xét, giải quyết trong mùa mưa lũ này. Không biết rằng ai sẽ bị cuốn trôi ra sông đầu tiên. Phải chăng có anh Phan, anh Nguyễn và anh Lê? Thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi nhận được rất nhiều của bạn đọc tại sao bây giờ thì bác Trọng không đốt lò nữa. Vì củi ướt, củi tươi nhiều quá nên là đốt không thể cháy hết được, sẽ bị xì khói ra rất là nhiều. Cho nên là cuốn phăng đi ra sông Sài Gòn cho nhanh và lẹ mà không tốn tiền phải đi gom từng bao tro để đem đổ. Nhưng nếu như mà anh Phan và anh Lê trôi sông thì cũng quá dễ hiểu vì cái sai đã rõ ràng ràng đến lộ liễu vì chỉ vì tư thủ cá nhân mà khởi tố bắt tạm giam một công dân với điều luật 331, với một luật thật sự vi hiến. Thưa tất cả quý vị, sự việc CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam vẫn đang là một sự kiện nóng hổi trong dư luận trong gần một tháng trở lại đây. Đối với chúng ta, những người yêu lẽ phải, yêu chính nghĩa, thì đây là một sự việc đau lòng, xót xa cho một tấm lòng hướng thiện muốn dẹp rác cho xã hội lại trở thành một tội phạm. Đây là một nỗi oan thấu trời, một nỗi đau thấu tận lòng người, một nỗi niềm vô tận và một công lý không thuộc về lẽ phải bảo vệ người dân. Một sự bất công đối với người công dân, tố giác tội phạm đã trở thành phạm tội. Bà Nguyễn Phương Hằng và Điều 331 Bộ Luật Hình Sự hiểu về đối tượng, tác động và khách thể của tội phạm. Như quý vị đã biết, thì vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022, báo chí đã đồng loạt đưa tin là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam đối với cô Nguyễn Phương Hằng theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, hiệu lực năm 2018, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Việc mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố là một điều là một số người có thể dự đoán được. Đó chỉ là vấn đề về thời gian, bởi vì càng về sau thì khi mà cô Hằng có những cái mà phát ngôn và có hệ thống pháp lý, cố vấn pháp lý của cô đã có dấu hiệu vượt làn ranh đỏ quá mức có thể. Điều mà những người có chuyên ngành có thể cảm thấy băn khoăn đó là tại sao cô Nguyễn Phương Hằng lại bị khởi tố theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Bởi nếu cho rằng cô Hằng bị khởi tố do xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, những phát ngôn liên quan đến các ca nghệ sĩ, nhà báo cụ thể nào đó, thì việc cô Hằng bị khởi tố theo Điều 155, tội làm nhục người khác, hoặc Điều 156, tội vu khống sẽ hợp lý hơn. Vì Điều 155, 156 Bộ Luật Hình Sự nằm trong các nhóm về các tội phạm về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, có khách thể được pháp luật bảo vệ là nhân phẩm danh dự của các cá nhân, cụ thể đối với các đối tượng bị tác động. Chính là những thông tin về nhân phẩm, nhân thân của những người đó đã được cung cấp và phát tán sai sự thật. Trong khi đó, cái điều luật mà cô CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố là Điều 331 Bộ Luật Hình Sự với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Mặc dù trong tội danh này có dấu hiệu về việc xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xuất phát từ hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhưng cũng cần phải lưu ý rằng Điều 331 Bộ Luật Hình Sự nằm trong chế định của các tội danh thuộc nhóm tội phạm, xâm phạm trật tự quản lý hành chính và có khách thể được pháp luật bảo vệ là quản lý hành chính nhà nước. Đối tượng bị tác động chính là trật tự trong hoạt động chấp hành điều hành của nhà nước. Hiểu nôm na, đây là nhóm tội danh xâm phạm đến tính ổn định, trật tự trong việc quản lý hành chính của nhà nước. Ví dụ, tội chống người thi hành công vụ, tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tội làm lộ bí mật nhà nước, tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật, là những tội danh thuộc nhóm tội phạm trật tự quản lý hành chính này. Do đó, việc khởi tố cô CEO Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 rất khó để nói, bởi xuất phát từ những mâu thuẫn, mà mâu thuẫn gì thì quý vị đã quá rõ ràng, từ những mâu thuẫn cá nhân giữa ông Phan Văn Mãi và cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Thưa quý vị, như quý vị đã biết,
dân rất đồng tình với ý kiến của ông Lưu Bình Nhưỡng, việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt cô siêu Nguyễn Phương Hằng trước hết là lỗi của chính quyền, mà Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Văn Mãi là người lỗi lớn nhất. Lỗi tiếp theo là Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào việc là thiên lệch cán cân nghiêng về cái xấu. Lỗi thứ ba là 331 chỉ dành riêng cho cô Hằng là một sự quá bất công, trong khi bọn kéo lưới giết người cướp tiền từ thiện, chửi vu khống cô Hằng và Đại Nam thì không. Cô Hằng bị bắt thì xã hội được bình thường mới hiển nhiên cá nhân được hành nghề từ thiện. Hành nghề thần y được các ủng hộ và ủng hộ bác sĩ khoa được loạn luân, vì vậy mà Nghị định 93 có còn hiệu lực hay không? Như quý vị đã biết thì trong các bài trước thì chúng tôi cũng đã phân tích rất nhiều về vụ việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về điều luật 331. Và sự việc hơn một năm qua, ai ai cũng có thể nhìn nhận ra cái đúng, cái sai và cũng có thể nhận định và thấy rõ những góc khuất trong xã hội, trong từng nhân vật đã được gieo tên. Và đặc biệt, nếu mà chúng ta chiếu theo điều luật 331 thì tại Việt Nam cũng đã có những trường hợp đấu tố trên live stream, thậm chí là những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật giải trí, những ngôi sao hạng A của show chậu Việt Nam, thì giống như là Hồng Vân, Đàm Vĩnh Viễn và Việt Hương, họ cũng xúc phạm người dân, xúc phạm đến công chúng và ngay cả các đối tượng với những người là ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả nhân vật là Trang Mắm, một thành phần nổi cộm trên không gian mạng trong suốt mấy năm qua, luôn sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa, thiếu thuần phong mỹ tục, phát ngôn bừa bãi. Vậy tại sao cơ quan chức năng không áp dụng điều này với các đối tượng này? Tại sao họ lại được quyền tự do ngôn luận, còn cô Nguyễn Phương Hằng thì lại có tội danh? Chúng ta thấy ở cô Nguyễn Phương Hằng có một điều thật đặc biệt. Trong con người cô ấy hội tụ phong phú nhiều sắc thái, tình cảm, khí chất, tính cách của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng. Lúc hồn nhiên trong trẻo, đầy năng lượng, sức sống, trẻ như một cô gái tuổi 18. Lúc dung dị, chân thật, chan hòa, cởi mở, gần gũi như chị gái thân yêu. Khi lại là thật hồn hậu, hiếu khách, phóng khoáng, rộng rãi, bụng dạ thật thà, muốn nói điều gì là nói ra ngay, chứ không vòng vo tam quốc như một bà má miền Tây. Rồi cô ấy hiện ra thật đẹp, thật quyền quý như một bà hoàng chịu chơi. Và khi cần, ta lại thấy khí phách của cô như một tư lệnh trưởng như thế nào. Cô ấy là bao công vô cùng can đảm, đã vạch mặt, đặt tên, chỉ từng đứa cái lũ người xấu xa, đê tiện, hèn đớn, dã danh đủ loại, với những người, với những lời lẽ đanh thép, logic, lưu loát, lập luận rõ ràng. Chưa có ai ở nước ta làm được như thế này. Và ra sao? Và cô ấy là người yêu thương nhất, đã rơi biết bao nhiêu nước mắt vì trẻ con bệnh tật, vì người già đau yếu không nơi nương tựa, vì những người tù lầm lỡ trở lại cuộc đời, vì những ai bất hạnh khi gặp những tai nạn hy hữu trên đường. Rồi cô ấy nói tục chửi thề cũng cay nghiệt sắc sảo, làm sao khi những là dành những điều đó cho những loại người đáng được hưởng. Những lời nói và giọng hát vô cùng truyền cảm cho từng ngữ cảnh, từng con người của cô Nguyễn Phương Hằng đã làm cho người nghe phải nhớ đến cô ấy, dù là người binh vực hay chống đối. Tôi không thể kể hết, nhưng ai đã theo dõi drama này thì chúng ta cũng đã từng là nghe cô ấy nói, hát, cười, giận dữ và khóc, ắt hẳn sẽ thấy và hiểu cốt lõi của mọi sự việc. Cầu mong đất nước mình phát triển, dân được yên vui, an lành, xã hội giảm bất công, con người yêu thương giúp đỡ nhau, rất cần những con người như chú Huỳnh Uy Dũng và cô Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cần công bằng và vinh quang, vinh danh những ai đã làm được những điều tốt đẹp cho xã hội hơn. Hơn nữa, lại là những việc đòi hỏi không chỉ về mặt vật chất, công sức tình cảm, mà đó là sự can đảm và lòng, là dũng và hy sinh vì lợi ích cá nhân, đối diện trực diện với lương tâm mình và chỉ thẳng mặt kẻ thù. Trân trọng, yêu thương và cảm ơn cô Nguyễn Phương Hằng và cầu mong mọi sự tốt lành đến với cô, người phụ nữ đa tài, yêu dân và sẵn sàng hy sinh. Hãy cùng lên tiếng và bảo vệ cô ấy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một thông tin cực nóng là Bộ Công an có động thái mới, đã có kết quả bước đầu về vụ việc siêu Nguyễn Phương Hằng sau cơn giông bão trời đã lại sáng. Quý vị thân mến, giờ đây có thể nói là sự việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng đang đến một cao trào mới. Chúng ta thấy rằng từ khi Chủ tịch nước bác Nguyễn Xuân Phúc nhận được bức tâm thư cầu cứu của các cụ cựu chiến binh, của những người dân yêu mến siêu Nguyễn Phương Hằng, cùng với đó là Chủ tịch nước đã có cuộc gặp mặt trực tiếp chú Dũng Lò Vôi, thì chúng ta có thể thấy rằng sự việc đang chuyển sang một giai đoạn mới. Bằng chứng là Phan Văn Mãi và Võ Hoàng Yên đã được tìm thấy
ấy, cùng với số kim cương cô Hằng cũng đã biết là bị cuỗm làm của riêng và của những người có liên quan đến sự việc cũng đã được mời lên cơ quan chức năng lên làm việc, thì một ngày không xa nữa đâu thì cô Hằng cũng sẽ trở về với chúng ta. Vào ngày hôm nay thì ngay sau khi Bộ Công an có động thái mới, những con người bên phía phe đối lập cô Hằng đã có một bước đi nước rút nhưng đã không còn kịp vì tất cả đã được chú Dũng Lò Vôi lập vi bằng khi mà cái cô bông lan trứng thúi đã xóa hết fanpage youtuber Thám Tử Cung, thì xóa kênh YouTube và muốn tiêu hủy tất cả những tăng chứng vật chứng cùng với 6 cái tên lươn con đang có dấu hiệu chui rút xuống bùn và muốn rút khỏi drama này, Bộ Công an đã đánh hơi được. Và chúng cũng đã đánh hơi được việc xử lý cô siêu Nguyễn Phương Hằng, chắc chắn bọn chúng sẽ bị dính chàm. Sáu cái tên đó bao gồm Hàn The, Phần Phòng, Hoàng Kim Dung, Đinh Lăng, Lê Minh và Thanh Trần. Bản tin ngày hôm nay thì Thùy Linh cùng ban biên tập tiếp tục cập nhật đến quý vị hai cái tên rút khỏi drama một cách dữ dội nhất chính là cô ca sĩ bông lan trứng muối và anh youtuber dơ có biệt danh Thám Tử Cung. Đối với người của công chúng, fanpage là một cách họ kết nối với người hâm mộ, nên chắc chắn fanpage của họ phải được bảo mật nghiêm ngặt. Vì fanpage là nồi cơm của họ, không dễ gì lơ ngơ để người khác cuộm đi mất. Huống hồ gì xây dựng một fanpage tốn rất nhiều thời gian công sức marketing để thu hút về hàng ngàn người, hàng triệu lượt theo dõi, nhưng chẳng hiểu lý do gì. Nhưng mà hôm nay chẳng hiểu lý do gì thì fanpage có tên V1 Official của ca sĩ bông lan trứng muối đột nhiên bay màu. Chúng tôi không thể tìm thấy trên thanh công cụ tìm kiếm của Facebook, lạ nhỉ, sớm không mất, muộn không mất, đúng lại thời điểm mà Bộ Công an chính thức vào cuộc xử lý vụ án này là sao. Bao nhiêu bài viết, những câu van chửi hay hơn hát, những câu chuyện tưởng tượng phi lý. Nhưng mà nghe rất thật của cô nàng cũng vì vậy mà bay màu mất rồi. Vậy phải chăng không lập được vi bằng của cô bông lan trứng muối nữa khi tăng chứng vật chứng đã mất như vậy? Bông lan đã thoát rồi ư? Nếu nghĩ đơn giản như vậy, chả có lẽ như vậy thì nhà nước đã không phải mất 5 đến 6 năm trời để đào tạo một người công an rồi. Đâu chừng mà bằng chứng muốn mất là mất và muốn bắt trước là chiêu trò xóa là hết là được đâu. Mới đây thì anh chàng youtuber dơ, mà đúng hơn là tội nhân Thám Tử Cung cũng đã xóa kênh YouTube có tên là Thám Tử Cao. Khi chúng tôi tìm kiếm trên thanh công cụ YouTube đã không thể nào mà tìm ra trang mà anh chàng này liên tục kể những câu chuyện tưởng tượng về Đại Nam, về chú Dũng Lò Vôi, về cô Hằng một cách tường tận như núp dưới gầm giường của họ nữa. Chỉ còn lại trang duy nhất là hồ sơ vụ án Thám Tử Cao. Kỳ này các chú công an làm việc tích cực quá, bắt cô siêu Nguyễn Phương Hằng nhưng khiến cả bọn lươn con phải tìm đường rút cả rồi. Nhớ đợt Bộ Công an tìm đến nhà đọc tên bắt tạm giam cô siêu Nguyễn Phương Hằng, các anh chị thường ra ngoài ăn mừng hớn hở cười hả hê, sau giờ đây là im lặng đến như thế. Bởi vậy đừng thấy hoa nở mà ngỡ sân về nha quý vị. Đôi khi việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam, nếu chúng ta nhìn ở một góc độ tích cực, nó còn là tiến trình cho việc chính thức truy vết đám lươn con đấy. Một số khán giả đã bình luận là khi biết thông tin này, chạy không để lại dấu vết, nhưng đây là càng chạy lại chạy đâu cho thoát. Phần Phong thì cũng đã xóa sạch video nói về Oxy Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu, bắt đầu run run rồi xóa, giờ cũng không kịp nữa rồi. Công an kỳ này căng lắm rồi nha quý vị, trứng tôi còn chưa ấp nở nữa mà ta.